Rồi, Tuấn Dương xin chào quý bà con cô bác nhé. Hiện nay Tuấn Dương đang ở đây là trước mặt là ngã tư Nguyễn Tri Phương và Bà Hạt. Thì hôm nay mình sẽ đi vô một cái tiệm phở ở hẻm 290 đường Bà Hạt để mình ăn phở. Thì mình sẽ dừng ở đây để mà cho quý vị và các bạn biết cái địa điểm mà cái quán phở nó ở những chỗ nào. À, đây một cái công nhân này, chú ấy đang kéo dây cáp đây. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đi để Tuấn Dương review cái địa điểm quán phở cho các bạn coi nhé. Thì đây, bây giờ trước mặt chúng ta chỗ này là ngã tư Nguyễn Tri Phương và Bà Hạt đây các bạn. Đó, ngã tư Nguyễn Tri Phương và Bà Hạt. Bên kia quẹo phải là Bà Hạt đi về hướng chợ Nguyễn Tri Phương. Còn nếu mà đi theo cái xe đẩy mía kia kìa thì chúng ta sẽ đi ra đường Ngô Gia Tự. Đó, bây giờ chúng ta sẽ quẹo vô ngã tư để chúng ta tiếp tục đi nhé. Rồi, và bây giờ thì đây là đường Bà Hạt rồi thưa quý vị và các bạn. Đây đang là đường Bà Hạt rồi đây. Đó, đường Bà Hạt quận 10. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đường Bà Hạt nhé, tới hẻm 290 luôn. Rồi thì bây giờ đây là đường Bà Hạt rồi. Chúng ta sẽ dừng ở đây để đi vào cái hẻm. Đây là hẻm 290 các bạn nhé. Hẻm 290 để ăn phở. Giờ mình sẽ đi nhé.